xin chào tất cả các bác nhé. Các bác ơi, đây rất là nhiều các bác hỏi là ở bãi máy có những cái em dòng Iseki nào ấy. Hôm nay em sẽ làm một cái video giới thiệu những em máy dòng Iseki trong bãi máy bên em nhé. Video này dành cho những bác nào yêu thích dòng Iseki này các bác ơi. Iseki thì bọn em hiện tại đang có em TL 2701, 27 mã lực. Đó. Máy cực kỳ đẹp luôn, nguyên zin nguyên bản luôn. Đây nhìn nó hơi bẩn một chút thôi. Đó. Máy móc rồi thì cầu cũng rất là đẹp nhé. Chắc là có độ 4-5 con Iseki thôi. Iseki 7020 lần trước nhà em có, nhưng mà em ấy siêu to đấy thì em quay lên cũng bán luôn rồi. Bán cho một bác ở Ninh Bình thì phải. Đây là phần đuôi đằng sau của nó đây. Em chỉ quay sơ bộ những em máy nó thôi. Nó hơi bị bẩn, nó hơi bị bụi, để đây hơi bị bụi một chút. Đó. Em Iseki TL 2800. Trong đây thì có một em Grab 23 mã lực nhá các bác ơi. Đấy, ghế vẫn là rất là đẹp luôn. Xếp gọn cho này, như thế này. Em này nhìn nó có mà phải to hơn em 27 kia ấy. Cái dòng 23 của dòng này 23 mã lực mà nhìn nó to hơn đây là 2701 kia ấy. Nhìn nó to béo cực kỳ luôn đấy các bác ơi. Đó. Nhìn bề rộng của nó to lắm. Đây này các bạn này. Vì em này nhìn xịn xò thế nhỉ. Rất là hầm hố này các bạn này. Đằng sau thì nó ở bên kia thì em lại chưa quay được cho các bác xem. Đó, có một em 23 đây. GEAS 23. Đó. Đây các bác ơi, thêm một em Iseki 35 nhá. Em này thì siêu dài rồi. Nhìn cái chiều dài của nó nhỉnh hơn hẳn so với các máy khác luôn đấy các bác ạ. Đó. Iseki 35. Cái này 35 mã lực này. Nhìn này, cái phần chỗ ngồi của nó cũng rất là đặc biệt luôn. Thiết kế rất là đặc biệt luôn này. Nguyên zin như này, nó không có cái dè che như những cái máy khác nhỉ. Đó. Các bác nào yêu thích dòng Iseki nào thì để em quay chi tiết cho các bác xem nhé. Giờ em chỉ quay sơ bộ cho các bác xem qua thôi. Xem qua những em Iseki ở cửa hàng thôi. Một màu xanh xanh đây các bác ơi. Đó. Bác nào mà thích dòng Iseki thì làm cực thích rồi. Nói chung mỗi dòng có một đặc điểm riêng ấy. Mình thích dòng nào thì mình quất dòng đấy nhá các bác. Ở ngoài này thì có một em Iseki 227. Cũng là 22 mã lực này. Đó. Em này lốp mới này. Đây. Bình thường nó ghế nó như này. Cái nguyên bản của nó đấy. Đây này các bác ơi, tên của nó đây nhá. 227. Còn hai em ở dưới kia nữa. Thì có tổng thể tầm 6 em. 6 em Iseki ở bãi máy này. Đó, 227 này. Đẹp lắm. Nói chung là máy móc bên em đều hàng đẹp rồi. Mà dòng Iseki thì nó sẽ giá sẽ rẻ hơn nữa. Dòng L1 và dòng GL rất là nhiều luôn. Cùng mã lực đấy nhưng mà giá nó sẽ rẻ hơn nhé các bác ơi. Ở đây có một em Iseki GEAS 233. Mấy em dòng GEAS hay đọc cái gì ý? Đọc như nào GEAS. Nhìn nó rất là rộng luôn ấy. To rộng. Em này đẹp này các bác ơi. Em này đẹp thế. 4 WD rồi thì có khung chống lật các kiểu theo máy luôn này. Mấy em này rẻ không ấy mà. Đó, các bác thích dòng Iseki thì quất em này giúp em nhé. Đây, ghế chuẩn đẹp luôn. Ôi em này đẹp thế. Em này hôm nào bác nào kết thì em sẽ lên video cụ thể cho các bác xem nhé. Wow, em này đẹp thật. Đẹp đỉnh luôn ấy. Đây. Phần đuôi đằng sau này. Đó. Nguyên luôn. Không thiếu bộ phận chi tiết nào luôn đấy các bác ơi. Đẹp quá. Em Iseki này nữa. Em 217, 21 mã lực này. Em này thì có vẻ cũ hơn. Máy vãi thì nó sẽ có vẻ nhìn theo dấu hiệu thời gian thì em này nhìn cũ hơn một chút so với những em còn lại, những em quay trước đó. Đó. Số má của nó vẫn nguyên zin nguyên bản luôn nhá các bác ơi. Nguyên zin nguyên bản luôn. Ghế của Iseki này đặc trưng này nhỉ. Ghế ở đây nó sẽ có một cái mức ở trên này cho các bác này. Ghế đặc trưng của Iseki đấy. Ghế nguyên bản luôn. Bọn em là bán hàng nguyên bản theo máy luôn. Nguyên zin nguyên bản từ Nhật về luôn nhá các bác ơi. Đó. Em này thì bị móp méo rồi thì bị han rỉ khá nhiều. Nhưng mà bù lại giá nó sẽ rất là rẻ này cho các bác này. Các bác mua về cày vừa kéo sới thoải mái luôn nhá các bác ơi. Đó. Đó. Đẹp quá. Đây các bác ơi, ở ngoài này thì có thêm một em Iseki 253. Cũng có không chống lật này, con máy này đẹp này. Có hai máy có không chống lật này là hai máy đẹp này, đáng mua này các bác này. Đó. Siêu đẹp luôn. Em này cũng giống cái em GEAS 233 ở ngoài kia. Đó, đẹp lắm. Toàn máy đẹp thôi. Iseki này toàn máy đẹp. Được hai em đẹp này. Đó, ở đằng sau. Ghế cũng của nó này. Nguyên bản luôn đây này. Gương viết đầy đủ cho các bác luôn. Đèn nước đầy đủ luôn này. Đó. Em đang trưng bày ở đây. Em nông nghiệp Hải Sơn Hà Nội đây. Đó bác nhá. Các bác có thể đến test máy trực tiếp luôn. Đến gần thì đến test xem trực tiếp luôn thì nó sẽ chuẩn chỉ nhất này. Đó. Đây. Ở bên này thì sẽ có một em TL 2800. Cái phần đầu của nó thì em đang ở kia. Đặc trưng của dòng Iseki này thì cái phần thiết kế của nó khá là dài nha các bác nhỉ. Đó, các bác ơi. Em đang để nó bị bây giờ cái rè nó bên kia nhưng em chưa lắp vào để cho các bác quan sát luôn này. Nhưng đây là phần máy móc của nó đây nhé các bác nhé. Lớp nước nói chung là mọi thứ đang nguyên bản đều đẹp rồi. Không có gì phải lăn tăn cả. Quay chi tiết cho các bác xem. Ui, nhìn phần cầu của nó hầm hố chưa. Cầu siêu đỉnh luôn. Cầu cực chắc cực khỏe luôn này. Đó. Các bác ơi, các bác mà quan tâm đến dòng Iseki thì xem video này rồi chọn máy. Em sẽ báo giá cụ thể cho nhé các bác nhé. Bọn em có đâu đó cũng gần chục con Iseki. Một màu xanh xanh đây cho các bác đây. Đây ạ. Em sẽ kết thúc video tại đây nha các bác ơi. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé.